Thưa quý vị, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm thiên tai là phương án cấp thiết hiện nay mà Đà Nẵng đã và đang triển khai nhằm ứng phó với nguy cơ mưa lớn gây sạt lở tại các khu vực miền núi của huyện Hòa Vang. Tuy nhiên, do dự án mới bắt đầu triển khai nên người dân tại các khu vực này vẫn phải sống trong cảnh lo lắng trong mùa mưa bão năm nay. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Chỉ sau vài cơn mưa đầu mùa, các hộ dân tại khu vực chân núi Sọ, thôn An Ngãi Tây 1, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang lại sống trong nỗi thấp thỏm lo âu. Là một trong những hộ bị thiệt hại nặng nhất, gia đình ông Nguyễn Văn Hứa thường xuyên phải sơ tán hết cả 3 tháng mùa mưa. Từ năm 2020 đến nay, dốc núi phía sau nhà ông liên tục bị sạt lở, có lần trôi cả tảng đá nặng hàng tấn xuống sân sau nhà. Dù gia đình đã tự đầu tư làm kè đá phía sau nhưng vẫn bị sạt lở liên tục, phải dọn dẹp đất đá quanh năm và không đảm bảo an toàn. Mỗi khi mùa mưa tới là gia đình là cùng hồn xóm sợ lắm, không dám ở vì đất đó trên kia nó rộng nứt hết ở trên đầu, đường trời mưa cái đường này thì đi ra không được, mà ở trong kia thì sợ đất đó sập xuống. Tương tự tại xã Hòa Bắc có 3 khu vực trong vùng nguy hiểm dễ bị sạt lở tại thôn Phò Nam, Nam Yên và Tà Lan. Sau nhiều lần ban dân dân các thôn kiến nghị lên huyện, thành phố về thực trạng này, Ủy ban nhân dân xã cũng đã nhiều lần rà soát để nắm tình hình, thông tin về các hộ trong diện di dời. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân, việc triển khai di dời vẫn bị chậm trễ qua nhiều năm. Cho các hộ với lại cho ban nhân thôn cũng như các cán bộ quân chính của thôn thì cũng kiến nghị rất là nhiều. Bởi vì thay tình cảnh như thế nên là cũng kiến nghị từ năm 2020 đến nay thì cũng 3-4 năm rồi. Mong rằng trong thời gian tới sớm để di dời cho bà con đến vùng nơi an toàn. Sau cái đợt mưa lũ của năm 2021 thì qua rà soát Hòa Bắc là có 47 hộ là nằm trong cái khu vực nguy hiểm cần phải di chuyển. Tuy nhiên là qua lấy ý kiến của nhân dân về di chuyển thì chỉ có 20 hộ là đồng ý sẽ di chuyển ra khỏi cái nơi mà có cái nguy cơ sạt lở. Mới đây, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết di dời người dân tại khu vực này. Hiện dự án cũng mới bắt đầu được triển khai ở giai đoạn đầu. Vì vậy, trong mùa mưa lũ năm nay, bà con sẽ lại phải tiếp tục sống trong sự thấp thỏm hoặc vất vả tìm nơi tránh trú để đảm bảo an toàn. Phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện làm các cái bước hoàn thiện hồ sơ, làm như thế nào để mà rút ngắn được thời gian, cấp rút được thời gian để mà di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Đồng thời thì mùa mưa bão sắp đến, nếu có diễn biến mà mưa lụt bão xảy ra thì địa phương sẽ tuyên truyền vận động thuyết phục di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở. Sau nhiều năm phải sống trong lo sợ về tình trạng sạt lở đất, người dân tại các khu vực này mong được di dời đến nơi ở mới an toàn hơn để có thể ổn định cuộc sống.